anh rẽ phải nhá, cầu Thăng Long đang cấm để tạo. Phải đi đường mới đi. Mình nhà em luôn ảnh. Thông báo thì tổng cục là thông báo 6 giờ chúng tôi ghế, chúng tôi để đến 9 giờ, hơn 9 giờ, 9 giờ 59 chưa cấm, bởi vì là cái thời điểm cao các phương tiện giao thông lưu thông buổi sáng là giờ cao điểm, cho nên và đây là cái giai đoạn cấm tổ chưa chính thức, cho nên là cũng để mềm để các phương tiện có cái thời gian đánh thoát đi đến rồi vẫn được lưu thông qua cầu. Và đến 9 giờ 5 phút là cấm chính thức. Nhất là phân luồng từ xa thì đã tổ chức các cái cắm hệ thống biển báo và hướng dẫn tuyên truyền cho các cái phương tiện là đi qua Hà Nội thì sẽ đi các cái tuyến đường như đường Vành Đai 3, cầu Thanh Trì, rồi đi thẳng cầu Vĩnh Thịnh và một số các cái tuyến đường và phân luồng từ xa. Còn riêng về trong nội đô của thành phố Hà Nội thì thanh tra sở giao thông vận tải đã có phương án chi tiết để bố trí các lực lượng để hướng dẫn cho các cái phương tiện và người tham gia giao thông tại 15 cái vị trí để hướng dẫn cho người tham gia giao thông, và trọng tâm là trên tuyến đường Võ Trí Công, Võ Nguyên Giáp và Cổng Việt Tân. Đội cảnh sát 6 đã tiến hành khảo sát tất cả các vị trí giao cắt trên tuyến đường Phạm Văn Đồng. Mà cái thứ hai là bố trí lực lượng tại các điểm xung đột, và cái thứ ba là thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra lưu động để mà giải quyết các sự cố xảy ra trên tuyến Phạm Văn Đồng. Thì đối với các xe có trọng tải trên 24 tấn thì đội cảnh sát giao thông 6 kết hợp cả thanh tra giao thông là tiến hành coi như hỏi người lái xe tuyến đường của lái xe đi như thế nào để chúng tôi sẽ hướng dẫn theo cái phương án phân luồng của tổng cục đường bộ Việt Nam.